mắc sốt xuất huyết, tự ý chuyển dịch tại nhà nguy hiểm đến mức nào? Hình thức giao bài tập về nhà nhàm chán khiến học sinh thiếu hứng thú. Thời điểm người dân được xuất trình giấy phép lái xe tích hợp trên VNeID. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vào 9 giờ sáng nay tại Quảng Ninh, phương án diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức diễn ra. Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an phối hợp tổ chức, huy động hơn 3.000 người, hơn 100 phương tiện tham gia. Quy trình diễn tập gồm 2 phần, diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Theo đánh giá từ ban tổ chức, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng phương án đề ra, an toàn, tiết kiệm và thiết thực. Vài năm gần đây, nhà tù Hỏa Lò hút một lượng lớn khách tham quan, trong đó đặc biệt là giới trẻ thích tìm hiểu lịch sử. Với hình thức truyền thông mới lạ, sáng tạo, các câu chuyện lịch sử khô khan được lồng ghép câu đố, lời bài hát, hình ảnh minh họa tạo nên những trải nghiệm mới. Bởi vậy, không chỉ nổi lên bởi truyền thông mà Hỏa Lò đã chinh phục được cảm xúc của khách tham quan bằng những trải nghiệm, những câu chuyện ẩn sau những bức tường và song sắt. Nếu như mùa thu Hà Nội làm chúng ta nhớ đến những quả sấu chín, những địa cốm xanh thơm dịu, thì những bông hoa trắng tinh khôi cùng hương thơm nồng nàn của hoa sữa như là một điểm nhấn. Đến hẹn lại lên, mùa hoa sữa Hà Nội đã bắt đầu trên khắp các con phố. Mùi hương nhẹ nhàng lúc bắt đầu và nồng nàn khi nở rộ làm bao người đắm say. Hoa sữa trắng tinh khôi, hương thơm nồng nàn đã tạo nên chất hào hoa của chốn Hà Thành. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 12.776 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, số ca tăng cao kỷ lục trong thời gian gần đây và đã có rất nhiều trường hợp trở nặng do người dân chủ quan, tự điều trị, truyền dịch tại nhà, gây biến chứng vô cùng nguy hiểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Sốt xuất huyết thì nó có một cái đặc trưng là gì? Là sau cái giai đoạn từ ngày thứ 4, thứ 7 là cái giai đoạn thoát dịch ấy, thì bệnh nhân lại có cái giai đoạn là tái thu ngược cái dịch mà nó thoát ra ngoài, trở vào lòng mạch. Thế cho nên là gì? Nếu như trong giai đoạn đấy mà chúng ta truyền dịch kéo dài thì một số bệnh nhân sẽ có cái tình trạng là quá tải dịch dẫn đến phù phổi hoặc suy tim rất là nguy hiểm. Do vậy cái việc truyền dịch trong sốt xuất huyết phải tuân thủ rất chặt chẽ cái phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế. Chứ còn ở nhà thì chắc chắn là không một bác sĩ nào hoặc là không một nhân viên y tế nào có thể thực hiện nổi cái lược đồ truyền dịch của Bộ Y tế tại nhà, bởi vì chúng ta thiếu các phương tiện chăm sóc. Các chuyên gia y tế dự báo tháng 10 là tháng cao điểm của sốt xuất huyết. Do đó, người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Giao bài tập về nhà là chủ đề tranh luận từ nhiều năm nay. Mặc dù nhiều người nghĩ bài tập về nhà là cách để học sinh phát triển tư duy, thì vẫn tồn tại ý kiến trái chiều cho rằng quá nhiều bài tập chỉ tạo thêm áp lực căng thẳng cho các em. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Khi mà có những ngày thì em có thể là đi học thêm về muộn nên là không kịp làm bài và em đã phải mang bài tập đến lớp và cùng ngồi làm cùng các bạn ở ngay tại trường trước giờ học luôn ạ. Em thấy là cái việc mà cứ viết giấy rồi cứ làm bài ra giấy cái thứ nó khá nhàm chán và em mong là ngày càng nhiều giáo viên có thể tiếp tục cho ra những cái bài tập theo kiểu dự án. Và làm như này thì mình cũng có thể phát triển những cái kỹ năng mềm như là làm việc nhóm hay là kiểu kỹ năng chỉ huy dẫn dắt một nhóm. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Vào sáng nay, một vụ đuối nước đã xảy ra tại khu vực Suối Tiên thuộc xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, khiến một học sinh tên NTT sinh năm 2009 chết đuối. Theo các em học sinh đi chung nhóm gồm 8 em đi tập thể dục và xuống tắm dưới dòng suối này. Trong đó em NTT xuống tắm ở khu vực thác đầu dòng suối Tiên và bị chìm mất tích. Thi thể em T đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Công an cũng đã làm việc và lấy lời khai những em học sinh đi chung nhóm. Ở thời điểm hiện tại, do luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa có hiệu lực và các giấy tờ tích hợp trên VNeID chưa được cảnh sát chấp nhận, nên người tham gia giao thông vẫn phải mang theo các giấy tờ bản giấy như bằng lái, đăng ký xe. Như vậy, thời điểm người dân được xuất trình giấy phép lái xe tích hợp trên VNeID áp dụng kể từ thời điểm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực. Vào khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 9, tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, một cháu bé 2 tuổi tên LHV, sinh năm 2021, bị mắc kẹt tại căn hộ số 8 tầng 16 của chung cư.
Thời điểm này chỉ có mình cháu bé ở trong nhà và cửa ra vào bị khóa bên trong. Người nhà và người dân xung quanh không thể tiếp cận. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng chức năng đến hiện trường và giải cứu cháu bé thành công. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.